Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, bây giờ thì xin thầy Thánh chúng ta cùng mở ra lời Chúa để chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong sách Matthew chương 13. Cùng nhau đọc câu 44. Dạ, chúng ta đã có phần kinh thánh ở trên máy rồi. Xin mời cho em đọc phần kinh thánh này hai lần. Xin bắt đầu. Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Chúng ta đọc lần thứ hai. Amen. Dạ, xin cảm ơn quý bà chị em. Chủ đề tôi chia sẻ buổi sáng hôm nay đó là cổ báu chôn trong đám ruộng. Đa phần khi chúng ta đọc cái câu kinh thánh này lên, đây chính là những cái ẩn dụ mà Chúa Giêsu hay là dụ ngôn mà Chúa Giêsu ngài nói. Thường Chúa Giêsu ngài dùng cái dụ ngôn để ngài nói, ngài kể một dụ ngôn, ngài lấy một cái ví dụ để ngài minh chứng một lẽ thật. Và khi chúng ta học hiểu được cái dụ ngôn là những điều rất là gần gũi để chúng ta có thể hiểu được. Ví dụ, khi nói về một đám ruộng, người ta có thể hiểu ngay. Khi nói về cái của báu là người ta hiểu cái của báu đó là gì. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài ví nước của ngài hay là vương quốc của thiên đàng, nó giống như là cái của báu. Của báu này là những cái viên ngọc báu, những quý báu trong trong đám ruộng. Theo bà chị em thì trên thế gian này, ngoài linh hồn nha, thì cái gì là gọi là của báu á? Cái gì là quý nhất á? Ngoài linh hồn, ngoài sự sống của chúng ta thì cái gì là quý nhất á? Không, ngoài mạng sống, tức là không nói về mạng sống, thì cái gì là quý nhất á? Tiền, vàng. Không, không, ngoài mạng sống, ngoài mạng sống, ngoài sự sống, tiền. Cái gì nữa? Vàng. Cái gì nữa? Kim cương. Đô la. Đô la cũng là tiền không ạ? Nhà cửa, xe cộ, đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta nghĩ về cái của báu đó thì chúng ta nghĩ về vật chất, chúng ta nghĩ về những cái điều gì đó quý báu mà con người chúng ta có thể sở hữu được. Và Chúa Giêsu ngài cũng ví cái của báu này nè, nó quý giống như là tất cả những gì mà chúng ta đang nghĩ đó là của quý báu. Ví dụ đối với người Việt Nam của chúng ta, xin lỗi, ở đây có ai có chiếc nhẫn kim cương không? Không có. Wow. Dạ, chúng ta có một đại gia ngồi đây. Thì kim cương là quý nhất trong các trang sức hiện tại mà chúng ta có. Nhưng mà rồi cái quý thứ hai là gì ạ? Là vàng, đúng không ạ? Vàng là quý nhất trong cái điều chúng ta đang có. Nhưng bà chị em biết ở trong thành Jerusalem mới thì vàng dùng để làm gì không? Lót đường để đi. Còn kim cương để làm gì? Kim cương không phải là bao nhiêu carat, mà kim cương là nguyên một khối. Để làm gì ạ? Để trang trí trong tường thành Jerusalem. Như vậy những cái điều quý nhất của con người nó chỉ đáng để làm cái vật trang trí cho vương quốc của Chúa, làm cái lót đường để cho những thánh đồ là người tin nhận Chúa Giêsu được ở tại đó. Trở lại cái câu kinh thánh này, Chúa đang so sánh nước thiên đàng nó giống như cái của báu, mà nó cái của báu này nó chôn ở trong cái đám ruộng. Một số người thì họ nghĩ rằng cái của báu chôn trong đám ruộng đó, rồi một người kia tìm được đó, thì người ta nói rằng cái của báu đó chính là Chúa Giêsu. Rồi cái người mà tìm được chính là tội nhân, tìm rồi về bán hết gia tài, đánh đổi tất cả để mua cái đám ruộng đó. Đó là cái suy nghĩ thông thường của chúng ta. Nhưng cái suy nghĩ này là không đúng. Bởi vì chúng ta có thể mua sự cứu đổi được không? Không. Có ai có khả năng để mua sự cứu rỗi? Không có ai có khả năng mua sự cứu rỗi. Như vậy phương pháp suy nghĩ này loại trừ. Vậy thì cái của báo này không phải nói về Chúa Giêsu.
Tại vì nếu là cuộc báo là Chúa Giê-xu thì tôi có thể bỏ tiền ra tôi mua sự cứu rỗi được. Ông bà chị em biết ngày hôm nay người ta hối lộ thánh thần, người ta mua sự cứu rỗi, có đúng không ạ? À, bao nhiêu bỏ tiền bao nhiêu đó thì bắt đầu để mà tụng bao nhiêu kinh thì cái người qua đời của mình đó sẽ được cứu rỗi linh hồn. Không, chúng ta không thể mua được sự cứu rỗi. Tại vì sao? Vì sự cứu rỗi là vô giá. Thôi mà chị em không thể bỏ tiền để mua được. Nhưng chúng ta có thể mua sự cứu rỗi bằng cái gì? Bằng đức tin. Amen. Chúng ta chỉ cần tin thôi là chúng ta được. Giống như một cái tên tử tù ở trong tù và nó chỉ chờ ngày để thi hành án thôi. Nhưng bây giờ một cái lệnh ân xá, cái lệnh ân xá đó, cái tên tử tù này không mua được bằng tiền, nhưng mà bởi vì tình yêu của vị tổng thống, của chủ tịch nước, và thương nó, tha thứ cho nó, và nó bởi cái niềm tin, bởi lòng biết ơn, nó nhận lấy để nó được tha bổng. Tội của tôi và chị em cũng vậy. Chúng ta không có khả năng để có thể giải được cái tội của mình. Chúng ta chỉ có thể giảm đi chứ không bao giờ chúng ta xóa được nữa, ngoại trừ đấng có quyền cao nhất, đó là ông trời hay là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền xóa tội chúng ta khi chúng ta nói với Chúa rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin tha lỗi cho con vì con không có thờ phượng Ngài, hay là con không có tin Ngài. Thì lập tức chúng ta sẽ được ân xá. Nhưng câu chuyện này, dụ ngôn này không nói cái của báo này là Chúa Giê-xu để chúng ta có thể mua được. Như vậy thì của báo này là gì đấy? Chúng ta xem ở trong sách Xuất Ký Giáo Ký chương 19 câu số 5. Dạ xin máy có thể chiếu để chúng ta đọc chung với nhau. Dạ, Xuất 19 câu 5. Dạ. Dạ, xin mời quý bà chị em chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh này. Xin bắt đầu. Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc về riêng ta, vì cả thế gian thuộc về ta. Câu này Đức Chúa Trời Ngài nói với ai ạ? Dân Israel. Như vậy Ngài nói rằng trong muôn dân trong Israel này thì ngươi sẽ thuộc về riêng ta. Nếu chúng ta có một vị tổng thống và đến và đứng đây và nói với chúng ta rằng, chỉ chúng ta mà nói rằng là ngươi là của riêng ta, thì sao không bà chị em? Đức Chúa Trời Ngài đã chọn một dân tộc, và dân tộc đó để biệt riêng cho Ngài. Và với cái điều kiện là gì? Nếu các ngươi vâng lời ta và giữ giao ước ta, thì trong tất cả muôn dân trên thế gian, ngươi thuộc về riêng ta. Và Chúa cũng khẳng định vì cả thế gian thuộc về ta, tức là Ngài có quyền trên cả thế gian này, nhưng con là đặc biệt nhất. Cả thế gian này là thuộc về ta, nhưng mà con là đặc biệt nhất. Chúa đang nói về dân Israel. Ủa, như vậy dân Israel có gì liên quan gì với tôi và bà chị em? Có liên quan không ạ? À? Chúng ta xem tiếp tục lời Chúa nữa ở trong sách Galati đoạn 3 câu 7. Galati đoạn 3 câu 7. Dạ, chúng ta đọc chung với nhau. Vậy anh em nhận biết rằng những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Nào bây giờ đến đây ông bà chị em thấy có mối liên quan chưa ạ? Abraham là cha của Isaac, Isaac là cha Jacob, và Jacob được Chúa đổi tên thành Israel. Và từ Jacob Chúa đã chọn để có một 12 chi phái là dân thuộc về Ngài. Trong Thi Thiên 135 câu số 4 ghi như thế này: vì Đức Giê-hô-va đã chọn Gia-cốp cho riêng mình, lấy Israel làm cơ nghiệp riêng của Ngài. Ê-sai đoạn 43 câu số 4: vì ta đã coi ngươi là quý báu, đáng chuộng,
và ta đã yêu ngươi nên ta ban những người thế ngươi và các dân tộc thay thế mạng sống của ngươi. Trong tất cả muôn dân, nhưng Chúa nói rằng ta chọn con để dành riêng cho ta. Trong biết bao nhiêu người ở trên thế gian này, và Chúa Ngài đến và Ngài tìm và cứu tôi và quý ông bà chị em. Như vậy chúng ta hay là dân Israel được Đức Chúa Trời Ngài đặt ở trong thế gian này giữa muôn dân, và bây giờ Ngài tìm kiếm họ để đem họ ra khỏi thế gian, xây dựng họ thành một vương quốc gọi là vương quốc tế lễ. Ngài ban phước cho họ để cho muôn dân nhìn thấy rằng đây là dân của ta, là dân thuộc về ta, riêng cho ta, và ta ban phước cho nó. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 9, anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Như vậy toàn bà chị em là ai? Theo như ở trong Roma đoạn 2 câu 28 và 29 thì cho chúng ta biết rằng bề ngoài là người Giu-đa thì không phải là người Giu-đa, hay là bề ngoài là người Israel thì không phải là Israel, nhưng bề trong là Israel thì mới là Israel. Cho nên tôi ngoài biên bà chị em là người tin Chúa, vì vậy lập tức tôi và bà chị em chỉ cần mở lòng ra nói với Chúa rằng Chúa ơi, con tin Ngài làm cứu Chúa của con, thì chúng ta trở thành một Israel thuộc linh, và tôi và bà chị em lập tức thuộc về riêng cho Đức Chúa Trời. Amen. Ngài đã chọn và Ngài sắm cho chúng ta, Ngài ban chúng ta. Chúa Jesus nói là ta đi, ta sắm sẵn cho người một chỗ, và khi ta đi và sắm sẵn rồi, ta trở lại để làm gì? Đem các người đi với ta, hầu cho ta ở đâu các người ở đó. Ngài đang chuẩn bị một cái vương quốc cho tôi quý bà chị em. Nhưng trước khi cái vương quốc đó có được, hình thành được và chúng ta đến đó ở, thì ngay ở trên đất này Đức Chúa Trời Ngài cũng sẽ ban bình an cho những ai tin nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống. Và chúng ta sẽ được Chúa Ngài sẽ trở lại để đón tiếp chúng ta trong ngày tận thế. Điều đó lời của Chúa hứa chắc chắn với chúng ta. Cho nên các bà chị em, cái của báo ở đây không nói về Chúa Giê-xu, nhưng của báo đây nói về Israel. Và không chỉ là Israel thuộc thể, nhưng mà của báo này cũng nói về Israel thuộc linh. Vậy thì ông bà chị em có hãnh diện mà Chúa hiện ra, Chúa nói là gì? Hỡi các con là Israel, là dân thuộc về riêng cho ta. Có vui không ạ? Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì tôi là dân thuộc về của Chúa. Amen. Ông bà chị em hãy nói với người bên cạnh, cảm tạ Chúa, anh chị là người thuộc riêng cho Chúa. Amen. Chúng ta là của báu của Chúa. Và Kinh Thánh nói gì? Cái của báu này nó chôn ở trong cái đám ruộng. Dạ. Ở đây ai làm ruộng ạ? Ai đang làm ruộng? Ồ, hội thánh mình không có ai làm ruộng hết. Hồi xưa có, giờ có. Vậy thì ai đang có ruộng ạ? Tôi đang có ruộng nè. Vừa rồi má tôi cho tôi ruộng. Cũng hơn một công ruộng. Ngày xưa công ruộng không có giá trị nha, chứ giờ công ruộng ngon lắm à. Cảm ơn Chúa, từng đời tôi và tôi đi về làm giấy tờ xong và chuẩn bị khoảng hơn 2 tuần nữa là chúng tôi sẽ nhận được cái gọi là cái tờ bìa đỏ đỏ. Ở đây nói rằng là cái của báo này chôn trong tấm ruộng. Theo Matthew đoạn 13 câu 38 thì cho chúng ta biết rằng ruộng chính là thế gian. Ruộng chính là thế gian. Và cái của báo này chôn cái trong đám ruộng đó. Nào bây giờ tôi sẽ nói ông bà chị em. Ông bà chị em, ai trong chúng ta nghĩ rằng mình đang ở trong thế gian này mình là quý á? Quý, quý báo á. Quý chứ không phải là quỷ nha. Quý. Quý báo. Dạ. Rồi cảm ơn chị, bà chị em. Nó quý báo như thế nào đây? Khi Chúa Giê-xu Ngài còn ở thế gian thì Ngài nói rằng ta là sự sáng của thế gian. Nhưng khi Ngài về trời thì Ngài nói như thế nào ạ? Ai là sự sáng? Các ngươi là sự sáng của thế gian. Rồi ai là muối của đất? Các ngươi là muối của đất. Và Chúa nói rằng bởi vì các ngươi mà tai vạ sẽ giảm bớt. Những ngày của tai vạ khủng khiếp,
Nhưng Chúa nói là vì cớ những người được chọn, vì cớ các ngươi mà tai vạ giảm bớt. Và nếu là sự sáng, và nếu là muối, thì nó luôn luôn có cái giá trị của nó. Nhà xin nhắc em đừng tạo cái tiếng, đừng có tạo cái tiếng. Cái giá trị của muối, nếu chúng ta cầm hạt muối mà chúng ta bỏ vô miệng á, những cái vị đầu tiên chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu. Nhưng mà chúng ta bỏ nhiều muối vô thì sao ạ? Mặn không được. Nhưng Chúa nói là cái người là muối của đất. Thì khi có sự hiện diện của muối một cách đúng đắn, một cách chừng mực, thì muối đó rất có giá trị. Anh em nấu một cái nồi canh thật là ngon, nhưng anh em không để muối vào thì chúng ta sẽ ăn rất là dở. Muối để cho người ta biết được rằng trong cơ thể người ta đang thiếu nước. Bởi vì cái vị mặn đã khiến cho người ta phải mong chờ để có được nước vào trong cơ thể, cho người ta khát. Chúa sẽ làm cho tôi và chị em có một sự khác biệt. Chúng ta biết muối có giá trị không ạ? Rẻ hơn mắt, rất rẻ. Nhưng mà không có muối là không được. Chúng ta được muối được lấy từ biển, và nó trong cái sự ngưng tụ bốc hơi nước đó thì nó còn lại những tinh thể muối. Và thật ra muối nó rẻ lắm, nhưng mà nó rất có giá trị trong đời sống của chúng ta. Không có nó là không được. Nên không có con cái của Chúa thì thế gian này sẽ loạn lạc. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì chính chúng ta sẽ giữ cái trọng tâm cho đời sống. Anh chị em khi chúng ta bị cái vết thương, anh chị em làm cái gì ạ? Chỉ cần muối thôi, anh chị em rửa cái vết thương cái thì nó sẽ không bị nhiễm trùng. Nói cách khác, chính có muối nó sẽ giữ cho cái đời sống ở trong thế gian này một cách quân bình. Thứ hai, nếu như là muối nó sẽ làm cho cái hương vị của thức ăn trở nên ngon hơn. Và muối khi chúng ta ướp vào cá, nó sẽ khiến cho con cá nó không có bị ương, nó không bị sinh lên, nó không bị hư đi. Và rất 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 nhiều cái công dụng của muối khác. Và nếu chúng ta là sự sáng thì sao? Sự sáng thì phải để trên gì ạ? Chân đèn phải, xin lỗi, đèn phải để trên cái chân đèn để soi sáng cho mọi người. Nhiều khi chúng ta thấy cái ánh sáng nó không có sáng lắm. Ví dụ như ở đây bây giờ nếu tôi mở cái này lên, anh bà chị em có thấy nó tác dụng gì thêm không? Không có. Nhưng nếu bây giờ tất cả đều tắt đèn đi thì cái này có tác dụng không ạ? Cho nên Chúa nói là khi Chúa Ngài còn ở thế gian thì Ngài là sự sáng của thế gian. Nhưng mà khi Ngài về trời thì chúng ta lại trở thành sự sáng của thế gian. Và Ngài muốn sự sáng phải soi trước mặt người ta, để người ta thấy việc lành của các con và ngợi khen cha các con ở trên trời. Người ta nói, ủa tại sao những người này tin Chúa tại sao ăn không có nói bậy, không có chơi bời, không có cờ bạc, không có rượu chè, không có hút sách, không có chửi bới. Người ta nhìn thấy người ta ngạc nhiên. Và chúng ta sẽ nói gì? Đơn giản, bởi vì tôi là người có Chúa, tôi là người tin Chúa, cho nên chính Chúa Ngài biến đổi từ bên trong tôi. Tôi không phải là tự tôi có thể thay đổi được, nhưng mà chính Chúa Ngài biến đổi từ bên trong của tôi. Vì vậy Kinh Thánh nói rằng là ví chúng ta là của máu, hay là ví chúng ta như là muối, hay là như ánh sáng, thì chúng ta đang được Chúa Ngài đặt để ở trong thế gian này. Dân Israel Ngài đặt để trong thế gian này, Ngài tìm kiếm dân Israel. Chúa nói là Ngài tìm kiếm Jacob, và Ngài liệu Đức Chúa đã chọn Jacob cho riêng mình, lấy Israel làm cơ nghiệp của riêng Ngài. Cũng vậy, từ một dân Israel, khi Chúa Giêsu Ngài đến thế gian, Ngài đi tìm và cứu những kẻ bị hư mất, hay là những con chiên lạc mất của nhà Israel. Nó chưa đến chúng ta đâu anh chị em. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu sống lại, cái của lễ mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, hay là con sinh tế đã được trao cho. Và sinh tế đó chính là Chúa Giêsu Ngài đã chịu chết. Từ đó
Tinh lành của Đức Chúa Trời, sau khi Thánh Linh giáng xuống, tinh lành Đức Chúa Trời được rao giảng đặt khắp đất. Và thế là những con chiên của nhà Israel thuộc linh được bước vào trong hội thánh. Vậy thì tôi và quý bà chị em được bước vào trong hội thánh của Chúa có phải là sự tình cờ ngẫu nhiên không? Nhưng đây chính là chương trình của Đức Chúa Trời thông qua Chúa Giê-xu. Như vậy, của báo chính là Israel, cả Israel thuộc thể và Israel thuộc linh. Và đang chôn trong đám ruộng. Ngày hôm qua tôi với thầy Quân, chúng tôi đang đi trên đường mà nói chuyện với nhau. Nói rằng là ở Trung Quốc, hiện nay số dân Trung Quốc mà tin Chúa theo số thống kê năm 2003-2004 là 10%. Chúng ta thấy 10% ít hay nhiều ạ? Dạ, 10% không có nhiều. Nhưng mà dân số Trung Quốc có 1.3 tỷ. Mà 10% là bao nhiêu? 130 triệu. Năm 2003-2004 nha, bây giờ là 20 năm rồi. Thì bây giờ không biết là dân Trung Quốc tin Chúa bao nhiêu. Người ta thống kê ở tại Nigeria khoảng 70% dân số của Nigeria tin Chúa. Ở đất nước Kenya là nơi tôi với một sư Tuấn đã đến. Cách đây 15 năm, dân số của họ 45 triệu người. Mà cách đây 15 năm, Hồi giáo là quốc giáo. Xin lỗi, năm 2017 chúng tôi đi đến đó. Thì tính tới 2017 là 15 năm trước đó thì Hồi giáo là quốc giáo. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm một cách lạ lùng. Ngài giấy lên một tôi tớ Chúa tên là Tiên tri Obor. Ông là người được ơn của Chúa. Ông được mang giống như là mang linh của Tiên tri Eli. Ông có thể cầu nguyện và mưa xuống. Khi mà đất nước đang bị hạn hán thì ông cầu nguyện và mưa xuống, đến nỗi tổng thống cũng tin Chúa Giê-xu. Mà năm 2017 chúng tôi được biết chính miệng của những người lãnh đạo của hội thánh lúc bấy giờ, họ nói chúng tôi hiện nay đất nước Kenya 42 triệu người tin Chúa. 45 triệu người là dân số, nhưng mà 42 triệu người tin Chúa. Trong khi trước đó họ không tin, trong đó trước đó là Hồi giáo. Nhưng điều gì? Chúa đã giấu những cái của báo của Ngài ở đó. Và đến lúc thì sao? Ngài đem của báo lên và làm cho của báo trở nên có giá trị. Bản thân của báo nó luôn luôn có giá trị. Đây là tờ tiền 500 ngàn có giá trị không? To nhất của tiền Việt Nam, đúng chứ nào? Tôi để đây, nó có giá trị không? Nó có giá trị không? Nó có mất giá trị không ạ? Mất giá trị không? Nó vẫn nguyên giá trị của nó. Kim cương khi anh em chôn vào trong đất, chúng ta không thấy kim cương, nhưng mà kim cương có giá trị không ạ? Nó vẫn đang có giá trị của nó, cho đến khi người ta đem lên khỏi đất và người ta sử dụng, đeo nó vào trong tay của một cô gái, làm cho cô gái đó đã đẹp thì sao? Sang trọng hơn nữa. Amen chị em. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Cái của báu chính là tôi và ông bà chị em, là chúng ta là người tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu cho đời sống mình. Có thể người ta không thấy quý, người ta thấy những con người này không có giá trị, toàn là thậm chí người ta nói ô cái người này bệnh tật mới tin Chúa, ô cái người này bị gọi là khùng khùng điên điên tin Chúa. Nhưng mà có quan trọng là khùng khùng điên điên tin Chúa nhưng bây giờ lại khùng. Amen. Và khi chúng ta được Chúa Ngài chuộc bằng huyết của Ngài thì cái giá trị đó nó được tôn lên. Cho nên ở đây nói gì? Cái một người kia tìm được nó và làm gì? Về nhà bán hết, đánh đổi tất cả để mua cái đám ruộng đó. Nào bây giờ chúng ta xem Chúa đánh đổi như thế nào. Philip đoạn 2, chúng ta xem từ câu số 6.
Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sẽ nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, từ hạ mình xuống, vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. Chúa Giê-xu, Ngài không lấy cái việc Ngài bình đẳng với Đức Chúa Cha là nên nắm giữ, cho nên Ngài đã xuống thế gian này. Cách này 2023 năm, đúng không? Kinh Thánh nói gì? Ngài đến trong thế gian để tìm và cứu. Ngài đến trong thế gian để tìm và cứu. Cho nên tôi và quý bà xem, chúng ta không có khả năng để tìm Chúa, nhưng Chúa tìm và Chúa thấy, và Chúa đánh đổi tất cả để Ngài mua cái đám ruộng đó. Trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu số 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con đó không bị hư mất mà được sống đời đời. Cho nên chính Chúa, Ngài đã trả cái giá để Ngài mua cái đám ruộng là thế gian này. Thế gian trước đây được giao cho Adam, nhưng Adam phạm tội và Satan đã lừa, và Satan đã lấy cái quyền ở trên thế gian này. Và Chúa Giê-xu phải đổi lại bằng chính mạng sống của Ngài. Cho nên những ai tin nhận Chúa Giê-xu thì ngay khi ông bà chị em tin, ông bà chị em dù đang ở trên thế gian này, nhưng chúng ta lại trở thành một dân riêng cho Chúa. Chúng ta trở thành của báu. Ông bà chị em biết những người mà họ chuyên làm kim cương, thì mới một cái viên kim cương họ lấy từ trong cái mỏ ra, cái kim cương đó chưa có giá trị lắm, nó đẹp thôi chứ chưa có giá trị lắm. Nhưng đưa cho cái người thợ kim hoàn thì người này bắt đầu nhìn, và những cái góc cạnh, người ta chọn góc cạnh mà người ta mài nó, và cuối cùng nó trở nên có giá trị, thậm chí gấp trăm lần, gấp ngàn lần, vì cái giá trị lúc mà nó còn ở dưới kia không có thấy giá trị. Đức Chúa Trời, Ngài đã mua cái đám ruộng bằng chính mạng sống của Chúa Giê-xu cho chúng ta, để rồi Ngài chuộc chúng ta, và Ngài chờ để đến một lúc Ngài sẽ đón tôi và biến bạn cho em về. Chúng ta trở lại ở trong sách Ma-thi-ơ. Một người kia bán hết gia tài của mình rồi mua đám ruộng đó. Cái từ mua trong nguyên nghĩa của tiếng Hy Lạp là aro gazo, có nghĩa là mua lại hay là chuộc lại. Khi nói về mua lại, chuộc lại, giả sử tôi có chiếc điện thoại này, tôi kẹt tiền mà tôi phải cầm cố, thì tôi dù chiếc điện thoại này của tôi, cái password là của tôi, nó nằm ở trong cửa hàng đó, nhưng bởi vì tôi đã cầm cố rồi, dù tôi vẫn nhìn thấy cái điện thoại nó nằm đó, nhưng tôi không thể nào sử dụng được cái điện thoại. Tôi không có khả năng để chuộc lại cái điện thoại đó. Nhưng mà có một người đến thương tôi và nói bây giờ tôi sẽ chuộc lại cái điện thoại cho anh. Vậy khi người đó trả một cái giá để chuộc lại, thì chiếc điện thoại đó thuộc về người đó hay là thuộc về tôi ạ? Thuộc về người đó, đúng chứ nào? Nhưng người đó không có cần cái điện thoại. Người đó giàu lắm. Người đó, lời Kinh Thánh nói là gì? Trời là ngài ta, đất là bề trên của ta, bạc là của ta, vàng là của ta, cho nên cái điện thoại ta không quan tâm. Nhưng vì ta thấy con, ta yêu con, và ta trao lại cho con, mà con là có trách nhiệm để gìn giữ, đừng có đi cầm cố nữa. Thì đó là cái sự mua lại. Mua lại, chuộc lại, nó phải được trả một giá. Không có một cái gì có thể mua hay là trả tiền cho một linh hồn. Giả sử một người kia bị đuối nước, chúng ta biết bơi, chúng ta nhảy xuống ra cứu họ, chúng ta đem lên, rồi họ lấy một số tiền họ trả cho chúng ta: tôi trả ơn, tôi trả công vì anh đã cứu tôi, cứu mạng sống của tôi. Được không? Tiền có thể đổi mạng sống không? Không. Mạng sống đổi mạng sống. Linh hồn của tôi, bà chị em, bây giờ chúng ta không còn thuộc về ma quỷ nữa. Ma quỷ không có quyền hành hạ trên đồng bà chị em nữa, vì chúng ta được thuộc về riêng cho Chúa rồi. Chúng ta được Chúa trả một giá rồi.
Và trong cái giá trả đó, nó trả luôn tất cả cho ông bà chị em, trả luôn tội lỗi quá khứ, hiện tại và tương lai cho bà chị em, trả luôn tất cả mọi giao ước mà ông bà chị em hứa với ma quỷ, hứa với hình tượng, hứa với sự chết. Và Chúa chuộc lại tất cả để tôi mà chị em được tự do. Kinh Thánh nói gì? Ngày giờ chúng ta từ tối tăm qua sáng láng, từ vương quốc của ma quỷ đến vương quốc của Đức Chúa Trời. Mà trong đó, trong Chúa Giê-xu, chúng ta có sự tha tội, chúng ta có sự cứu chuộc. Linh hồn tôi mà chị em không còn bị hư mất nữa, mà linh hồn bà chị em tôi mà chị em đã được Chúa Ngài trả một cái giá, và chúng ta được tự do ngay tức khắc khỏi tất cả mọi quyền lực của sự tối tăm. Trong hội thánh chúng ta ở đây, rất nhiều người đã từng bị ma quỷ cầm buộc, nhưng mà bây giờ họ hoàn toàn được tự do. Cảm ơn Chúa bà chị em. Bữa nay bà chị em thấy chị Cẩm Em đẹp gái không? Nha, yeah, có Chúa đẹp hơn đó. Lần đầu tiên đến đây không có đẹp như vậy đâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chị tin Chúa và chị được tự do. Hallelujah. Bữa nay thấy bé Thảo đẹp không? Người hát cái giọng hát cao vút. Cảm ơn Chúa, ngày đầu tiên Thảo đến đây như thế nào? Và bây giờ thì như thế nào bà chị em? Đó chính là giá chuộc của Chúa Giê-xu dành cho Thảo. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Chúa bà chị em. Bất cứ ông bà chị em bị cầm buộc điều gì đối với lời thề nào, đối với quyền lực ma quỷ hay sự chết, thì chỉ duy nhất tin và nhận Chúa Giê-xu thì lập tức ông bà chị em được Chúa trả cho một giá, và ông bà chị em lập tức được tự do. Tự do ngay tức khắc, chứ không phải là một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày. Không có. Và đây, chị em của chúng ta tin Chúa cũng lâu, 3 năm mà không hết bệnh. Dạ. Bị thối quá khớp. Dạ. Thì khi mà cầu nguyện cho chị đó, thì nó có một cái sự kiện nó xảy ra, tức là sau khi ông bà chị em thường thường tôi cầu nguyện là sau cái giờ giảng, thì đang tại cầu nguyện cho chị thì một cái tà linh nó lộ ra. Mà khi ngã xuống tôi đỡ lên, và tôi nói tôi công bố trong danh Chúa Jesus trị được tự do, thì cái chị lắc đầu nha. Thì tôi kêu đỡ lên, tôi nói ngươi là ai? Thì mới sinh ra đó là một đứa con ngày xưa đã già chết, nhưng mà người chị em này cầu xin nó về phù hộ cho mình thờ đó. Tôi mới giải thích cho chị ơi, một người qua đời đó, linh hồn đã ở một nơi này để chờ ngày phán xét. Vậy thì cái kẻ mà mình thờ và nó về, nó gọi là nó ở với mình đó, rồi nó phù hộ cho mình đó, không phải là con của mình. Đó là tà linh mạo danh. Khi nói điều đó và nó xưng tên nó ra và ra lệnh cho nó phải ra, và nó ra khỏi, chị được chữa lành. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Không tốn tiền, không tốn bạc, giá chuộc mà Chúa Giê-xu Ngài đã trả giá. Nếu chúng ta tin Ngài trả giá để chúng ta được sự chữa lành, thì chúng ta được chữa lành. Nếu chúng ta tin rằng Ngài trả giá để chúng ta có quy quyền trên ma quỷ, dạy đạp nó, thì chúng ta sẽ có quy quyền đó. Nếu chúng ta tin rằng trong cái sự trả giá của Chúa Giê-xu, Kinh Thánh nói như thế này: Ngài vốn giàu, Ngài đã trở nên nghèo, nhờ sự nghèo của Ngài chúng ta trở nên giàu. Nếu chúng ta tin trong giá chuộc đó có sự ban phước, thì chúng ta sẽ được ban phước. Tùy vào đức tin của tôi và bà chị em tin vào trong giá chuộc đó như thế nào. Giá chuộc đã làm xong. Khi Chúa Giê-xu Ngài ở trên thập tự giá và Ngài tuyên bố một câu là gì? Mọi sự đã được trọn. Trong tiếng Anh ngắn lắm, trong tiếng Anh dịch ra ngắn, rất là ngắn. Xong rồi. Xong rồi là gì mục sư Eric? Finish. Finish hay là finish? Finish. Xong rồi. Dạ. Yeah. Ngắn lắm. Xong rồi. Xong rồi là gì? Xong rồi là xong rồi.
Amen. Xong rồi là xong rồi. Khi mà Phi-e-rơ ông nhìn thấy một cái người tên là Ê-nê và nằm đau bại 8 năm, ông đến và ông nói một câu thôi: hỡi Ê-nê, Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành rồi, ngồi dậy đi. Lập tức Ê-nê ngồi dậy và Ê-nê được chữa lành. Tùy thuộc vào đức tin của chúng ta, giá chuộc vẫn y nguyên. Thưa bà chị em, giá chuộc vẫn y nguyên. Bao nhiêu ngàn năm thì giá chuộc vẫn y nguyên, vẫn có giá trị y nguyên. Khi đức tin chúng ta tin, chúng ta lấy được. Nó giống như anh chị em có cái thẻ ATM vậy. Tiền ở trong đó nó vẫn y nguyên. Nhưng mà chúng ta được đưa vô trong cái máy rút ATM mà chúng ta đánh không có đúng mật khẩu, thì chúng ta có dù cho chúng ta để bao nhiêu trong đó, chúng ta cũng không lấy ra được. Nhưng khi ta đánh trúng mật khẩu rồi là chúng ta rút tiền ra được. Giá trị của thẻ ATM đó vẫn y nguyên. Giá trị của giá chuộc vẫn y nguyên. Chúa Giê-xu đã chuộc rồi. Chúa Giê-xu chuộc tội lỗi của tôi và bà chị em. Chúa Giê-xu chuộc bệnh tật của tôi và bà chị em. Chúa Giê-xu chuộc sự đói nghèo của tôi và bà chị em. Chúa Giê-xu chuộc những sự bất an, những sự lo lắng, những tuyệt vọng, những đau khổ, những tổn thương cho đời sống của tôi và bà chị em. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có để cho Chúa chuộc chúng ta hay không. Ngay buổi sáng hôm nay, ông bà chị em có tin mình là cổ báo trước mặt Chúa không? Hãy nói với Chúa rằng, nói với thế giới thôi mà quỷ rằng nè, ta chính là của báu của Chúa. Máu đến mức độ là Chúa phải trả giá hết tất cả cho tôi và bà chị em. Đó là gọi là ngày hy sinh cả mạng sống của ngài cho tôi và bà chị em. Cho nên chỉ có vua muôn vua và Chúa các Chúa, đấng cao nhất là Chúa Giê-xu, là trời. Ngài đã trả giá cho con người thì chúng ta mới có giá chuộc. Không một ai có thể trả giá cho ông bà chị em mà em gọi bà chị em có giá chuộc được. Nếu tôi trả giá cho một ai đó thì chỉ đổi được một mạng người thôi, mạng người đổi mạng người. Nhưng mà Chúa Giê-xu là đấng tạo hóa, ngài vô tội, cho nên ngài trả giá cho toàn thể nhân loại. Giá chuộc đã có, và ai chỉ cần tin nhận ngài làm cứu Chúa đời sống mình thì lập tức được tha thứ tội lỗi, được dời qua sự săn lang, được trả giá cho những bệnh tật, trả giá cho sự đói nghèo. Giá đó đã hoàn tất. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi mà chị em. Ngay bây giờ nếu mà chị em ai đang có bệnh tật, bởi đức tin chúng ta nói là Chúa, con xin đặt cái bệnh tật này cả thập tự giá là giá chuộc mà Chúa Giê-xu đã trả giá cho con. Và chúng ta hãy nghe Chúa nói: con ơi, xong rồi. Giống như tuần rồi chúng ta thấy Chúa cho biết có người bị đau nửa đầu, hôm nay người đó được chữa lành chưa? Người bị đau chân hôm nay được chữa lành chưa? Xong rồi. Sự xong rồi của Chúa Giê-xu đã cung ứng cho tông bà chị em tất cả. Amen bà chị em. Nếu tông bà chị em đang có bệnh tật nào, ngay bây giờ chúng ta cũng hiệp một để tiếp tục công bố sự xong rồi cho Chúa Sửu. Nếu Chúa đang xem qua livestream này thì có thể nói là trong danh của Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu đã xong rồi cho Chúa. Và nếu ai đang xem livestream này, nếu bà chị em đang có bệnh tật thì sự xong rồi của Giê-xu tức là ngài đã chuộc rồi, ngài chuộc tội lỗi, ngài chuộc luôn cả bệnh tật, ngài cung ứng cho sự chữa lành cho ông bà chị em rồi. Và ông bà chị em có thể tạ ơn Chúa vì giá chuộc đã xong rồi cho con, vì con là quý báu trước mặt Chúa. Đừng bao giờ coi thường chúng ta nữa ông bà chị em. Chúng ta hãy biết trân trọng chính mình, trân trọng linh hồn, trân trọng giá trị của linh hồn, trân trọng cái sự cứu chuộc mà Chúa dành cho tôi ông bà chị em, để biết rằng tôi ông bà chị em là người đáng yêu chuộng. Mọi sự mặc cảm và tự ti biến mất ra khỏi những người tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống mình. Trước đây tôi không bao giờ dám giảng cho người giàu. Tôi đi xe đạp cọt kẹt như vậy nè. Tôi không dám giảng cho người giàu. Nhưng khi tôi biết rằng tôi là người quý báu trước mặt Chúa thì tôi dám giảng cho người giàu. Tôi giảng luôn cho những người có chức có quyền, và họ đã đồng ý để tin nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa tôi khích lệ hội thánh, nếu ông bà chị em đang có những nan đề mà chúng ta nan giải, chúng ta không giải quyết được, đừng nhìn đâu hết, hãy nhìn lên thập tự giá. Vì tại nơi đây Chúa đã trả giá rồi, Chúa đã chuộc rồi.
Ngài đã mua lại bằng huyết của Ngài. Cho nên ở trong sách công vụ, xin lỗi, episode đồng 1 của 7, Ngài được chuộc chúng ta bởi huyết Ngài và tha tội chúng ta sự dư dật của ân điển của Ngài. Công vụ đoạn 20 câu 28, anh em giữ mình và bày mà Đức Chúa Trời đã mua bằng huyết của Ngài. Cho nên đó là một cái giá rất là quý. Buổi sáng hôm nay, tôi muốn dành sứ điệp này dành cho gia đình của cô bác, các chị và các cháu. Chúa Giêsu yêu gia đình của các chị, các cháu lắm. À, bây giờ chỉ cần nói với Chúa là con xin Chúa tha lỗi cho con và con bằng lòng con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống của con, thì lập tức sẽ được tha thứ tội lỗi. Và nếu có bệnh tật, Chúa có quyền để Chúa chữa lành cho. Dạ, tôi mời Hội Thánh chúng ta cộng đồng đứng lên. Chúng ta cầu nguyện. Ai có bệnh gì cứ hãy nói với Chúa, không phải cần phải nói với tôi. Dạ, tôi xin mời gia đình của cô bác hãy bước lên đây để chúng ta cầu nguyện, để xin Chúa ban giá chuộc cho gia đình. Dạ. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.